Ok, và hello anh em nhé. Chào anh em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thái Di đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series, đó chính là Dragon City nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này, hãy lại cho mình một like nha, một cái comment và một chia sẻ nhé. Nó là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai này nha anh em. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Let's go vào game đây anh em. Rồi thì hôm nay tôi sẽ lấy con rồng gì đây? 1.000, 1 triệu 8 được tận 2.000 game quả trứng Legendary kìa. 150 game sẽ được cái hòm collection. Ui, hôm qua mình vừa lấy con Gusto đấy đúng không anh em? Với 400 game thôi, giá khá là rẻ. Hôm qua mình lấy con đấy rồi. Đây, 4 4 con rồng ở trong này. Rồi. Karma, mình có tiền. À đúng rồi. Bạn Bullet mình vừa mua cả ba con này luôn anh em ạ. Tổng cộng là sẽ là 1 triệu 2. Ui, bá đạo vãi nồi à. Ok, có khi mình sẽ reaction cái đoạn mà ông Vũ lên ông nạp cho anh em xem nhá. Nhìn ảo thật sự luôn ấy. Đây. Mình vừa xem clip của ông Vũ xong. Đấy, Vũ Lít City, Dragon City đây. Lúc này lúc nó đang chuẩn bị nạp ơi. Đấy, mình sẽ cho nhỏ tiếng lại nhá. Đấy. 329.000. Sao rẻ ấy nhỉ? Sao mình là 385.000 ha? Mua luôn. Chất lượng thật sự luôn. Ui, mua luôn. À, ông ấy mua trên iPhone này. À, phải ấn cái nút là bên cạnh kiểu gì thì phải mua trên iPhone, trên iPhone rồi. Đại gia. Đấy. Con này là con Reviver Karma. Wow, con rồng có một cái hình mặt quỷ ở trước ngực anh em ạ. Mình chỉ biết ước thôi anh em ạ. Tiếp theo là sẽ mua con thứ hai. Sao giá rẻ nhỉ? Mình 385. Của ông này chỉ có 329 thôi, rẻ dã man, tiết kiệm được mấy chục nghìn nhờ. Cái này thì nó sẽ gần một củ, nếu mình mua thì mới mất một củ hai cơ. Tiếp theo là con Determina Nation. Ui, phê thật sự luôn. Wow, chúng ta sẽ mua con gì đây? Healing Karma anh em ạ. Healing Karma Dragon 329.000. Ui, phê 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 phê. Rồi nha anh em. Đã mua hết cả ba con, đúng là đại gia, đại ca của mình có khác anh em ạ. Ok, tôi sẽ quay trở lại game nhá, và mình cũng vừa cái comment vào đây anh em ạ. Ok, rồi, chúng ta quay trở lại, mình chỉ biết ước thôi anh em ạ. À, hình như có phiên bản mốt hay sao ấy. Là chúng ta sẽ chơi hẳn một cái server riêng liên không liên quan server này, và chúng ta có thể sở hữu được những cái con rồng ở đây luôn. Ok, để mình sẽ tìm phiên bản mốt để chơi cho anh em xem ha. Phiên bản hắc ám à. Cái này có thể giúp chúng ta có thể lấy được thêm 3-4 game. Nó không 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 là cái gì đâu. Cái này còn chỉ còn 5 năm tiếng là sẽ kết thúc này. Chỉ còn có 5 giờ thôi là kết thúc cái này rồi. Ok chưa. Rồi bây giờ tiếp tục là event này. Em vào đâu đó. Ấn vào Battle này. Chúng ta vẫn tiếp tục là luyện tập ở cái Master Eye anh em ạ. Và mình cũng chẳng sợ. Chết rồi, có một level 50 và 6 sao anh em ơi. Mệt rồi, mệt rồi, mệt rồi. Hơi bị mệt đấy nha anh em. Cái này là nước Nga rồi. Đây là quân Nga rồi anh em ơi. 13.897 máu. Magma Storm. Ok, 94.168 máu. Magma Storm tiếp. Đấu với tôi thì cũng không không có gì phải sợ hãi cả. Rồi, hôm nay leo rank tiếp anh em nhá. Mục tiêu là 11.000 thôi. Không cần nhiều, tôi chỉ cần lên 11.000 là đẹp rồi. Không cần phải lên quá cao. Có 8 ngày nữa mà mình đã là 10.300 rồi. Mình còn thiếu khoảng 700 điểm thôi. Ok. Một chiêu này là toang, một chiêu này là chết luôn. Có thể không nhỉ? Có anh em ạ. Một con Titan. Để con này đánh thì nó sẽ không bị khắc hệ này. Mega Rayquaza. Siêu đẹp. Nhưng chết rồi, hơi nhầm à. Con kia cũng khắc được hệ mà. Nó có chiêu lửa khắc chế khá tốt. Theo như mình thấy như vậy. Khe lửa 76.000.
khe lửa phát 2. Đúng rồi, quá hợp lý luôn. Victory chiến thắng rồi. Và chúng ta sẽ có là 20/20. Thêm cái hòm. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đúng không anh em? Kowatli Boulder Dragons. Ok, đánh thì vẫn đánh được. High Combat Dragon mấy con này yếu mà. Pride of Fool. Ok anh em, một đấm này. Rồi. Đây. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng cái Ice Wind đấy nha. Ok, chúng ta sử dụng chiêu ánh sáng ở đây. Rồi anh em ơi, cái hòm mình không cần lắm, tôi chỉ cần là đánh lên điểm số càng cao càng tốt, thế thôi. Mỗi ngày đánh một chút, đánh một xíu xíu là đẹp. Fine. Ok, team này là hợp lý đấy. Rồi, chiêu gì cũng được. Càng mạnh càng tốt đấy em ạ. Quỷ địa ngục hay là bất kỳ chiêu gì đấy. Rồi anh em ơi, Ice Queen này, còn một con nữa. Còn một con rồng bọ cạp ba đầu à. 117.000. Ý rồi, 42.763 máu. Để nghĩ mình giải quyết tốt bọn này thôi. Xong, chúng ta giải quyết xong. 55, 50 và 50 à. Sẽ khá khó mình. Horace Dragon, High White Queen Dragon. Đến đây là phải dừng lại rồi. Đến đây thì chịu rồi, không đi thêm nữa. Tôi cũng đang muốn đi thêm lắm nhưng mà thôi. Mình sẽ dừng ở đây nhé. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em. Và hẹn lại anh em trong cái tập kế tiếp nha. Bye bye.